Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất Chính phủ cho thành phố Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng đề nghị của thành phố Hà Nội là không phù hợp và cho rằng nếu thực hiện đề án này cần làm rõ giới hạn trong việc chia sẻ dữ liệu dân cư với từng mục đích cho phù hợp, đặc biệt là mục đích thương mại. Các cái thông tin về cá nhân ở trong cơ sở dữ liệu quốc gia không phải là hàng hóa. Không phải là hàng hóa, do đó là nó không được phép mang đi trao đổi, mua bán dưới bất kỳ hình thức nào. Và trong luật căn cước công dân cũng như nghị định 137 hướng dẫn thi hành cái luật căn cước công dân này, người ta cũng nêu rõ là cái việc chia sẻ cái dữ liệu này là chỉ để phục vụ cái mục đích là quản lý nhà nước hoặc quản lý hành chính. Không có quy định nào về việc sử dụng cơ sở dữ liệu về thông tin cá nhân để phục vụ cho cái mục đích kinh doanh của bất kỳ một cơ quan tổ chức nào. Tất cả những cái thông tin từ điện thoại, từ địa chỉ, số chứng minh nhân dân hay những đặc điểm nhận dạng của người dân chẳng hạn thì không có khái niệm mua bán. Mà chia sẻ ở đây có nghĩa là khi mà người ta giao dịch nhà đất thì buộc phải kiểm tra, buộc phải xác nhận cái thông tin đấy, thì phải trích xuất, phải có được cái thông tin đấy thì mới khẳng định được là có đúng đắn hay không, chứ không phải là tôi mua cái thông tin đấy, mà là anh phải kiểm tra, phải xác định cái thông tin đấy trên cơ sở có một cái dữ liệu nó rất là chuẩn, rất là có cơ sở pháp lý. Cũng theo người đứng đầu thành phố, nếu được chính phủ đồng ý, trước mắt mỗi năm thành phố Hà Nội dự kiến thu được trên 300 tỷ đồng từ việc chia sẻ dữ liệu này. Theo luật sư Trương Thanh Đức, cùng với hiệu quả thu được như lý giải của Chủ tịch thành phố Hà Nội, cần làm rõ khái niệm thu giá dịch vụ này. Thế còn cái chuyện mà thu phí hay thu giá thì tôi cho rằng là không thể là thu giá được. Vì đây là cái dịch vụ công, là cái của nhà nước, chứ không phải của tư nhân, nên không có khái niệm là giá. Nếu như chưa có cái loại phí đấy ở trong luật phí và lệ phí thì phải sửa luật. Ít ra cũng phải có thí điểm hay có một nghị quyết gì cho phép tạm thời, chứ còn đâu, nó không phải là cái giá cả dịch vụ thị trường. Trước việc thông tin cá nhân bị rò rỉ thời gian qua, khi người dân bị gọi điện mời mua bảo hiểm, vay ngân hàng, bán nhà, các luật sư đề nghị có giải pháp hiệu quả bảo vệ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân đã được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp, Bộ luật dân sự và luật căn cước.